Hi everyone, welcome back to my channel. Starskirgo. First S. Okay. Zagrizwa. Okay.
Okay. Okay, review rushing. Thank you.
let's go. Said they're rushing too. Let's find you a match. Ready? Spin. It's okay. Yeah.
a first line. Let's go. Tựa game này thì loát hơi chậm một chút, cho nên các bạn phải đợi một chút nha. Vì tựa game này khá là lặng. Đòi hỏi cấu hình phải cao thì các bạn mới chơi được tựa game này. Mình sẽ vào lại xem như thế nào. Vẫn đang load game. Wow, khá là lâu. Có thể đang update hoặc đang sửa lỗi gì đó, cho nên vào tựa game này khá là lâu. Hoặc các bạn có thể không chơi được tựa game này trong một khoảng thời gian. Sau đó thì thời gian sau các bạn lại chơi lại được. Rồi, và chuẩn bị vào game rồi. Number one speech.
Rồi ok, let's go. Chưa có một vị khách nào. Đi làm sao để khi có hành khách nào thì các bạn sẽ chở anh ta đến vị trí mà anh ta cần đi. Còn đây là một thành phố cũng khá là rộng các bạn nhé. Từ game này thành phố nó cũng rất là rộng. Được cái ở đây thì các bạn có thể đâm điếc nhưng mà không bị gì, không bao giờ hỏng xe được. Những chiếc xe này thì không bao giờ dừng lại hoặc là tránh nhau. Lúc các bạn có thể đứng đây nhưng mà xe nó không dừng lại. Ok, các bạn phải dừng lại hoặc là các bạn phải tránh những chiếc xe nó đi đối diện hoặc những chiếc xe đi phía trước. Con đường khá là rộng và một map bản đồ khá là to các bạn nhé. Ở đây thì mình không xem được map bản đồ và các bạn sẽ đi thoải mái. Khi đó thì các bạn sẽ tìm đến điểm click, đến nơi mà các bạn cần đèo ID. Và đây hình như là ngõ cụt, mình sẽ thử đi thẳng xem thế nào. Không có gì và cụt luôn, các bạn không thể đi được. Ok, rồi vào video thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. The
dốc và rất là nhiều đường quanh co. Smato. Oh my God. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game cuối cùng, Bus Simulator. Sao lại rơi xuống vực đây? Bị lỗi rồi.
passengers. It is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Ở đây các bạn sẽ chờ những hành khách ấn skip. Sau đó thì các bạn sẽ di chuyển và chờ những hành khách này về quê. Ok. Let's get started. Drive safe. Let's get started. Okay. Drive safe. Tổng cộng các bạn đi đoạn đường này phải là 1660 km thì các bạn mới hoàn thành được nhiệm vụ của tôi này. Một nơi khá là xa. Tính ra là một chuyến dài đi Bắc Lan. Và ở đây khi đi đường có những trạm dừng chân, các bạn sẽ nghỉ để cho hành khách nghỉ, sau đó thì sẽ tiếp tục lại di chuyển tiếp để đến điểm mà hành khách cần. Đây là nông thôn rồi, xung quanh đều là cây cối hết. Đó, và kinh tế các bạn sẽ đi đến khi nào đến điểm thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành cái này và kiếm được một khoản tiền, và lúc đó các bạn có thể độ cho xe của mình ngon lên hoặc là một làm một điều gì đó. Ok, xong, và mình xin phép dừng video tại đây.
Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.